Thưa quý vị, theo thông tin từ Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang, thì vào sáng mai 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ tổ chức xét xử lưu động đối với bị cáo Nguyễn Văn Thái, tức là Thái Bích, cùng với 70 bị cáo khác về các tội là giết người, gây dối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại thành phố Phú Quốc, gây xôn xao dư luận vào năm 2022 vừa qua. Vâng, theo điều tra là vì bảo kê đất đai mà hai nhóm giang hồ cụm cán đã huy động tới 70 người làm vào chiến bằng dao, bằng súng trên đảo Phú Quốc, rúng động dư luận thời điểm đó. Hậu quả, hai người đã tử vong và 6 người bị thương. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong vòng 15 ngày. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận khi mà các bị cáo đã có nhiều tiền án tiền sự tập trung vào các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen bảo kê đất đai tại huyện đảo Phú Quốc. Bị cáo Nguyễn Văn Thái, 36 tuổi, ngụ tại khu phố 8, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, với vai trò là cầm đầu, chủ mưu đã huy động được một lượng lớn đàn em đi tranh giành đất đai để thuê sử dụng đàn em đâm chém nhau gây ra cảnh rất hỗn loạn. Và cũng theo cáo trạng khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Văn Thái dẫn đầu cùng với 51 đàn em cầm hung khí là dao tự chế và súng đi đến khu vực ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc gặp của nhóm Khúc Văn Đoài và 16 đàn em khác để giải quyết một tranh chấp đất đai. Vào thời điểm đó thì hai bên đã xảy ra cự cãi xô sát, đánh, bắn nhau và hậu quả là khiến cho hai người tử vong cùng với sáu người khác bị thương. Cả hai nhóm đã giấu xe hung khí để che giấu hành vi phạm tội của mình.